chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh. Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội để kích cầu du lịch vào giữa tháng 4. Kỳ thi đại học năm 2021, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần. Sự cố sụt lún ở thị trấn Mường Tè sau khi thủy điện Lai Châu tích nước. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tuần liên tục tăng lên, doanh số vay mượn giữa các ngân hàng bất ngờ giảm mạnh trong tuần đầu của tháng 3 năm 2021, kéo theo lãi suất tiếp tục giảm thêm. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần vừa qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng vốn Việt Nam đồng đạt trên 512.000 tỷ đồng. Trong khi đó, với vốn đô la Mỹ, doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng trong tuần đạt khoảng 147.200 tỷ đồng. Nếu so với tuần cuối cùng của tháng 2 năm 2021, doanh số vay mượn giữa các ngân hàng với nhau trong tuần qua giảm mạnh, đồng thời cũng chứng kiến mức giảm so với mức lãi suất tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, một tuần và một tháng lần lượt là 0,33% năm, 0,51% năm và 0,76% năm. Theo công ty chứng khoán Bảo Việt, lãi suất liên ngân hàng hiện nay đã quay trở về mức thấp nhất trong vòng gần một tháng qua và quanh mức thấp của năm 2020. Đầu tháng 3, khi dịch COVID-19 được kiểm soát trên cả nước, nhiều địa phương công ty du lịch chạy đua các chương trình kích cầu du lịch cho dịp nghỉ hè 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới. Phản ứng nhanh với thị trường, nhiều tour du lịch lập tức được lấp đầy khách đặt trước. Không chỉ các công ty lữ hành kích cầu bán tour giá rẻ cho khách, nhiều địa phương cũng đưa ra các chương trình để thu hút khách vào dịp hè sắp tới. Theo thống kê từ các công ty du lịch, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 2, lượng khách đăng ký tour mỗi ngày đều tăng. Khách đặt tour chọn gói chiếm 70%, còn lại lựa chọn các dịch vụ combo vé xe, máy bay, khách sạn. Quy Nhơn, Sầm Sơn, Hạ Long, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang vẫn là những điểm đến lựa chọn được yêu thích. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội kích cầu du lịch và giới thiệu văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021 với chủ đề Người Hà Nội đi du lịch Hà Nội từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4 nhằm quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô, an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn. Ban tổ chức sẽ xây dựng các khu không gian chung, gian hàng các tỉnh thành, gian hàng du lịch và không gian ẩm thực tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nhà Bát Giác, đường Lê Thạch, đường Lê Lai và Cung Thiếu Nhi Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ hội lần này sẽ nhấn mạnh thông điệp Người Hà Nội đi du lịch Hà Nội, khuyến khích người dân đi du lịch đến các điểm đến hấp dẫn của Hà Nội. Bên cạnh đó, lễ hội sẽ giới thiệu những giá trị đặc sắc của ẩm thực thủ đô với nét đặc trưng riêng, sự độc đáo, tinh tế được thể hiện qua các hoạt động chế biến ẩm thực của các nghệ nhân với món ăn đặc trưng. Theo Cổng Thông tin Điện tử thành phố Huế, dự kiến khoảng tháng 4 năm 2021, thành phố sẽ tổ chức thí điểm việc sử dụng vỉa hè vào mục đích kinh doanh tại 5 phường trên địa bàn. Như tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, phường Phú Hội, vỉa hè đường 26m từ Phạm Văn Đồng đến Trương Tâm Mô, phường Vĩ Dạ, việc sử dụng vỉa hè vào mục đích kinh doanh sẽ tạo điều kiện để người bán hàng rong có địa điểm kinh doanh ổn định, bảo đảm mỹ quan, trật tự và văn minh đô thị, nhằm giữ gìn, duy trì trật tự an toàn xã hội, bảo đảm nguồn sống của người dân. Trước đó, một số tuyến đường được thí điểm đã được chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và đầu tư những thiết chế khác nhằm tổ chức thí điểm cho phép kinh doanh ăn uống, mua sắm. Để quảng bá hình ảnh, nét văn hóa, tỉnh Phú Thọ đã đưa ra đề xuất trồng cây cọ dọc tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa bàn tỉnh này. Trước vấn đề này, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chấp thuận. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ lựa chọn vị trí trồng cây cọ tại các khu vực phù hợp, đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu về an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu lựa chọn giống cây cọ phù hợp, tránh trường hợp có mưa bão, gió lốc gây nguy hiểm cho các phương tiện. Bộ Giao thông Vận tải cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam theo dõi và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm việc trồng cây, chăm sóc cây phù hợp với các quy định về giao thông đường bộ. Nếu như trước đây, việc liên kết sản xuất để hình thành nên các mô hình nông nghiệp quy mô lớn ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vẫn còn khó khăn, quy mô chỉ từ vài sào cho tới vài mẫu, thì hiện nay toàn huyện đã có trên 50 mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn lên đến hàng trăm mẫu. Đây là kết quả của sự vào cuộc từ chính quyền đến cơ sở, tạo hướng đi bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện. Trước đây,
Các diện tích đất ngoài bãi của xã Ngọc Thanh chủ yếu là trồng ngô trên các thửa đất nhỏ lẻ, hiệu quả thấp. Nhận thấy tiềm năng, chất đất tốt được bồi đắp bởi phù sa sông Hồng, anh Trịnh Ngọc Tiệp đã mạnh dạn đề xuất với bà con nông dân thuê các diện tích này để cải tạo trồng hoa và cây lâu năm. Đến nay, với quy mô hơn 10 ha, anh trồng xen kẽ hoa công nghệ cao, chuối kết hợp với cây ăn quả lâu năm. Có thể làm cái gì cũng tập trung được, chẳng hạn là phun tưới hoặc là cày sới chăm sóc thì có thể theo một chu trình giảm bớt được là thiên tai, bệnh, ngày công lao động, tăng tính chủ động cho mình. Khi việc liên kết sản xuất tập trung được hình thành, thuận lợi cho cả người nông dân và doanh nghiệp, thương lái là điều dễ dàng nhận thấy. Hoa màu một khi được thu mà mình xuất khẩu thì nó cùng vào một dòng. Ngày xưa đôi khi là phải giả dụ 2 ngày mới chặt được 20 tấn chuối, nhưng bây giờ 1 ngày tôi cũng chặt 20 tấn. Giữa người thu mua và nông dân thì chỉ cần điện về, mai đánh xe về, mai đưa người về đóng là có chuối. Bởi vì như vậy tôi đã làm theo cái mô hình tập trung thì là hàng thì như nói thật ra là nó quá tin tưởng nhau rồi. Sự phát triển của công nghiệp hiện đại nên gia tăng thêm những tình trạng ruộng manh mún nhỏ lẻ, nông dân không mặn mà với đồng ruộng. Khắc phục tình trạng này, huyện Kim Động đã tập trung chỉ đạo thực hiện dồn đổi, tích tụ ruộng đất, tạo tiền đề để thực hiện khâu đột phá về sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, ban hành những chương trình, đề án về chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, đề án tích tụ ruộng đất, phê duyệt các quy hoạch chuyển đổi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Từ đó, hình thành lên nhiều mô hình sản xuất quy mô lớn, vùng sản xuất ở tất cả các địa phương. Tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Học ở xã Vĩnh Xá tích tụ 150 mẫu lúa sản xuất hàng hóa liên kết tiêu thụ. Ông Bùi Văn Minh ở xã Đức Hợp hơn 100 mẫu chuối. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, hỗ trợ thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi là kêu gọi các cái nhà đầu tư, các cái cơ chế chính sách có hỗ trợ khuyến khích cho các hợp tác xã, rồi là người dân. Và đồng thời cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình an tâm trong việc đầu tư để mở rộng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từ hiệu quả bước đầu, ngày càng có nhiều những cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động quan tâm tích tụ ruộng đất để hướng đến mục tiêu sản xuất nông nghiệp hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 3 tại Trường Đại học Y Hà Nội, chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine COVID-VAC phòng COVID-19 do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế trực thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và sản xuất đã chính thức triển khai tiêm vaccine cho người tình nguyện tham gia. 6 tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 được tiêm mũi đầu tiên vaccine hoặc giả dược. Các tình nguyện viên được lưu lại tại khu vực thử nghiệm lâm sàng trong vòng 24 giờ, để các bác sĩ tiếp tục theo dõi, phát hiện, xử trí kịp thời và ghi nhận lại các biến cố bất lợi nếu xảy ra. Đoàn công tác của Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình tiêm thử nghiệm lâm sàng của vaccine COVID-VAC, đảm bảo quy trình nghiên cứu thử nghiệm đạt an toàn và hiệu quả. Theo lịch trình nghiên cứu, mỗi đợt sẽ tổ chức tiêm từ 12 đến 18 người một ngày. Mũi thứ hai sẽ được tiêm sau mũi thứ nhất 28 ngày. Sau tiêm 8 ngày bất kỳ mũi nào, người tình nguyện được mời đến để khám sức khỏe, ghi nhận các biến cố bất lợi xảy ra tròn 8 ngày qua và lấy mẫu xét nghiệm công thức máu, men gan và chức năng thận. Thưa quý vị và các bạn, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nam vừa có buổi làm việc với Ban Quản lý Chùa Tam Chúc để chỉ đạo về công tác phòng chống dịch trong khu du lịch Chùa Tam Chúc sau sự việc 4 đến 5 vạn người đến chùa trong ngày 14 tháng 3. Trong hình ảnh được đăng tải, nhiều du khách không đeo khẩu trang và không thực hiện được việc giữ khoảng cách phòng dịch như chỉ đạo của Bộ Y tế. Do số du khách quá đông, tình trạng ùn tắc cục bộ đã xảy ra từ 11 giờ đến 15 giờ. Ước tính lượng du khách lên tới trên 40.000 người trong ngày hôm qua. Tam Chúc là một khu du lịch quốc gia được xây dựng trên diện tích 5.100 ha, nằm trên địa bàn huyện Kim Bảng, Hà Nam. Theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nam cho biết, đoàn công tác cũng đã yêu cầu Chùa Tam Chúc phải tăng cường tuyên truyền loa tay trên dọc tuyến tham quan về việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và cần tăng cường tuyên truyền yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Sở cũng đã cử những đoàn công tác giám sát đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thời điểm này, tại nhiều trường trung học phổ thông, học sinh đang gấp rút hoàn thiện chương trình lớp 12 song song với việc ôn tập kiến thức để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tháng 3 thì Bộ sẽ công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trước đó Bộ Giáo dục đã đề nghị các đơn vị chuyên môn rà soát, hoàn thiện đề thi tham khảo cho phù hợp trước khi công bố. Bởi học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 không chỉ chịu tác động bởi tình hình dịch bệnh từ năm 2020 mà còn chịu ảnh hưởng từ năm học lớp 11. Bởi vậy, nội dung đề thi phải gắn sát với hoạt động dạy và học trong điều kiện dịch bệnh, đồng thời gắn với chuẩn đầu ra chương trình phổ thông. Một trong những điểm mới đáng chú ý dự kiến sẽ được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2021, đó là sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có thể được phép điều chỉnh nguyện vọng 3 lần trong thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Thí sinh chỉ được điều chỉnh bằng hình thức trực tuyến, chứ không được điều chỉnh bằng phiếu nữa. Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng nhưng vẫn phải sắp xếp nguyện vọng từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất. Trong đợt 1, các trường xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng như nhau, không phân biệt thứ tự nguyện vọng. Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học bằng cách nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc. Mỗi thí sinh chỉ được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc có đóng dấu. Khi đã xác nhận nhập học rồi, thí sinh sẽ không được quyền đăng ký xét tuyển bất kỳ nguyện vọng ở các phương thức xét tuyển nào nữa. Ngày 15 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy, theo chuyên đề nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn. Kế hoạch được thực hiện kéo dài đến hết năm nay. 0 giờ đêm, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy được thực hiện dưới sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và các cán bộ của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Toàn bộ quá trình kiểm tra, test nhanh sẽ diễn ra trong khoảng 5 phút đồng hồ. Việc thực hiện các chốt như thế này theo kế hoạch số 90 của Bộ Công an về kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chứa chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, kế hoạch này sẽ được thực hiện thường xuyên từ nay đến cuối năm. Đối với tuyến đường đô thị, cảnh sát giao thông sẽ áp dụng phương thức tuần tra, kiểm soát vừa công khai, vừa kết hợp với hóa trang và sẽ thay đổi phương thức liên tục. Tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy đều bị tước giấy phép lái xe theo đúng quy định. Đặc biệt là với những trường hợp vi phạm về ma túy, lực lượng chức năng có thông báo cho cơ quan chủ quản và nơi cư trú của người vi phạm để tiếp tục theo dõi, giáo dục và răn đe. Trên cơ sở văn bản của Thanh tra Sở Xây dựng, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương kiểm tra và xử lý các sai phạm tại công trình biệt thự đồ sộ xây dựng không phép lấn chiếm hành lang hồ Nam Phương, khu vực quy hoạch phát triển đô thị của thành phố Bảo Lộc. Căn biệt thự 3 tầng thuộc dạng khủng này của ông Phạm Văn Huyên, trú tổ 15, phường Lộc Phát, xây dựng trên diện tích đất sử dụng 306,2m2 từ đầu tháng 8 năm 2020. Do khu đất này nằm trong dự án quy hoạch thu hút đầu tư khu đô thị dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng nên Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc không cấp phép xây dựng. Thế nhưng, chủ công trình vẫn tiếp tục thi công xây dựng biệt thự không phép lấn hành lang bảo vệ hồ Nam Phương. Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã ban hành văn bản phê bình Ủy ban Nhân dân phường Lộc Phát và tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố phối hợp đo vẽ công trình sai phạm này và hoàn tất hồ sơ trước ngày 20 tháng 3 năm 2021 để có biện pháp xử lý dứt điểm. Thanh tra Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc khẩn trương chỉ đạo kiểm tra xử lý triệt để vi phạm về trật tự xây dựng và các vi phạm khác tại công trình, khu vực nêu trên theo thẩm quyền. Thực hiện chương trình di dân tái định cư thủy điện Lai Châu đã giúp cho huyện Mường Tè quy hoạch xây dựng lại hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực dân cư, thị trấn khá khang trang, đồng bộ, đời sống của người dân đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, sau khi thủy điện Lai Châu tích nước, phát điện, mực nước đạt cốt ngập 295 kết hợp với việc tàu thuyền đi lại đã gây cho hiện tượng sạt lở làm sụt lún đất, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân ở khu phố 9, phố 10 thuộc thị trấn Mường Tè. Gia đình ông Lò Văn Bình, khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng do mực nước thủy điện Lai Châu dâng lên cốt ngập 295 kết hợp với sóng dành đã làm sạt lở đất, xuất hiện nhiều vết nứt ở sân, nhà bếp, hệ thống tường rào. Mặc dù đã sửa chữa nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì lại tiếp tục bị hư hỏng.
Đặc biệt, riêng gian nhà bếp đã bị nghiêng về phía bờ sông, khiến gia đình ông luôn sống trong cảnh bất an. Từ ngày thủy điện dâng đắp đập dâng lòng hồ lên là có ảnh hưởng đến cái khu hiện giờ nhà tôi đang ở, là có hiện giờ là có vết nứt và cái nhà của tôi phía sau này là cũng bị nghiêng. Theo thống kê, thị trấn Mường Tè hiện có 17 hộ bị ảnh hưởng, nhiều hộ bị nứt toàn bộ tường rào, tường nhà bếp, nhà ở và công trình phụ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè cho biết hiện tượng này đã bắt đầu diễn ra cách đây khoảng 5 năm. Để khắc phục tình trạng này, ổn định tâm lý cho người dân, huyện đã lên phương án xây dựng hệ thống kè chống xói mòn đất, bảo vệ khu dân cư số 9 và số 10, thị trấn Mường Tè. Tuy nhiên, do Thủy điện Lai Châu trong thời gian vừa qua, mực nước luôn ở cốt ngập cao nên chưa thể thực hiện được. Trên cái cơ sở mà bị ảnh hưởng thực tế như thế thì huyện cũng đã có văn bản tiếp tục đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh tìm các cái nguồn vốn để bố trí thực hiện cái kè khu dân cư này cho bà con nhân dân từ khu 10 đến khu 9. Những vết nứt ngày một lớn theo thời gian, một số nhà bị nghiêng tường, đó là thực trạng đang diễn ra tại khu dân cư số 9, số 10 của thị trấn Mường Tè. Thực trạng này đã gây ra lo lắng, tâm lý bất an của người dân trong nhiều năm qua. Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành địa phương cần sớm có phương án khảo sát để đưa ra giải pháp khắc phục xử lý kịp thời, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân. Việc cá nhân tổ chức cung tiến khi tu bổ sửa chữa đình chùa ở quê hương là việc làm ý nghĩa, luôn được khuyến khích. Song làm sao để việc cung tiến hiệu quả giúp di sản phát huy được giá trị vốn có, chứ không phải là vô tình làm sai lệch hoặc làm mất đi giá trị nguyên bản của di sản? Câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhìn cánh cổng như thế này, người ta sẽ nghĩ đó là biệt thự mang dáng vẻ kiến trúc châu Âu nhiều hơn, là một ngôi đình làng Bắc Bộ đã có tuổi đời hơn 100 năm. Bức ảnh được xuất hiện trên fanpage của một nhóm nghiên cứu về đình làng Việt. Sự việc sau đó được báo cáo lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là từ nguồn xã hội hóa do cộng đồng đóng góp. Toàn bộ chính quyền thì không tham gia vào những cái việc đấy, là toàn bộ nhân dân hết. Từ cái việc đóng góp công đức hoặc là giám sát thực hiện, đấy chỉ nắm bắt thông tin, thực sự là một cái thiếu sót về góc độ quản lý nhà nước. Nên là phải có cái biện pháp để mà tuyên truyền. Câu chuyện của di tích Đình Tây Đằng chỉ là một trong nhiều câu chuyện xảy ra gần đây về việc cá nhân tổ chức khi cung tiến tu bổ di tích, nhưng vô tình dẫn đến việc di tích bị biến dạng hư hại và mất đi giá trị ban đầu. Theo tiến sĩ Trương Quốc Bình, nguyên phó cục trưởng Cục Di sản, nhà nước luôn khuyến khích cá nhân tổ chức đóng góp cho công tác bảo tồn di sản. Đây là việc làm có ý nghĩa và đem lại nhiều lợi ích. Nhưng đôi khi lại dẫn đến những câu chuyện đáng buồn bởi sự thiếu hiểu biết về giá trị của di sản, cũng như các quy định của nhà nước, của cả chính người cho và người nhận. Cái ban quản lý ấy là phải làm hồ sơ báo cáo lên cho các cơ quan chức năng cấp phép và hướng dẫn cái việc mà như là làm tiếp nhận các cái công đức ấy như thế nào cho nó phù hợp. Nhưng mà hiện nay ấy, thì như là có rất nhiều nơi tùy tiện nhận các cái phần công đức ấy như là hàng tâm hàng sản. Bất kỳ người tặng nào cũng muốn hiện vật của mình được sử dụng hiệu quả cho di tích. Thế nhưng nếu nhìn cánh cổng của đình sau khi được tháo dỡ năm phủ bạt như thế này, chắc hẳn cá nhân hay tổ chức đã cung tiến cũng không khỏi buồn và chạnh lòng. Song đó cũng là lời nhắc nhở cho mỗi người, hãy tìm hiểu trước về di sản trước mỗi quyết định cung tiến. Chúng ta luôn luôn nói với nhau một cái câu rằng ấy, là cái lòng tốt của chúng ta rất quan trọng, tuy nhiên lòng tốt phải đúng chỗ, đúng lúc. Thì trong cái câu chuyện cung tiến này cũng tương tự như vậy. Khi mà chúng ta cung tiến một cái đồ vật vào trong một cái di tích cụ thể ấy, thì cái yếu tố đầu tiên của chúng ta, ngoài câu chuyện là chúng ta phải hiểu luật, thì chúng ta phải hiểu về di tích cái đã. Thì cái sự thành tâm của chúng ta, cái tấm lòng của chúng ta với di tích ấy, nó mới phát huy được tác dụng. Có những di tích may mắn được trả về nguyên trạng sau khi di dời hiện vật cung tiến không phù hợp. Nhưng cũng có những di tích di sản có tuổi đời hàng trăm năm đã vĩnh viễn bị mất đi giá trị nguyên bản vì những sai sót trong tu bổ sửa chữa do hiện vật cung tiến không phù hợp. Cung tiến là việc làm tốt. Nhưng nếu việc cung tiến làm biến dạng di tích thì đó là một sự hủy hoại, xâm phạm giá trị lịch sử văn hóa, gây thiệt hại không thể đong đếm được.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.